Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Đến với phần tin tức, hoàng tử Harry sẽ là bất công nếu tòa án quyết tôi không phải là nạn nhân hack. Hoàng tử Harry hôm thứ Tư ngày 7 tháng 6 cho biết là anh sẽ cảm thấy bất công nếu như tòa án tối cao London không kết luận anh là nạn nhân của một vụ hack điện thoại sau hơn 8 tiếng đồng hồ đưa ra bằng chứng chống lại một nhóm báo lá cải của anh. Harry, con trai út của vua Charles, đã dành một ngày rưỡi trong hộp nhân chứng để bị nướng những cáo buộc rằng anh ta đã bị nhắm mục tiêu bất hợp pháp bởi các tiêu đề của Mirror Group Newspaper, gọi tắt là MGN, trong 15 năm kể từ năm 1996. Khi anh ta còn là một đứa trẻ, hoàng tử rời tòa án vào chiều thứ Tư, vẫy tay chào đám đông tụ tập bên ngoài trước khi bước vào một chiếc ô tô đang chờ sẵn. Harry và 100 người khác đang kiện MGN là nhà xuất bản của Daily Mirror, Sunday Mirror và Sunday People về các cáo buộc nghe lén điện thoại và thu thập thông tin bất hợp pháp từ năm 1991 đến năm 2011. Họ cho rằng các biên tập viên và giám đốc điều hành cấp cao của MGN đã biết và chấp thuận việc làm sai trái. Hoàng gia Nhật gặp thái tử Jordan và vợ mới tại đám cưới xa hoa ở Amman. Hoàng gia của Nhật Bản là một trong những vị khách mời cao cấp tại lễ cưới của Thái tử Jordan Hussein với kiến trúc sư người Ả Rập Xê Út Rawa Al-Zahab ở Amman vào hôm 1 tháng 6. Công nương Hisako của Takamado và con gái là công chúa Shuguku của Takamado đã gặp gỡ hoàng tử Hussein của Jordan, 28 tuổi, và người vợ mới của ông, công chúa Rawa Al-Zahab, 29 tuổi, trong lễ cưới xa hoa và lộng lẫy. Vua Abdulaziz đệ nhị của Jordan đã phong Hussein là người thừa kế vào năm 2009. Rawa Al-Zahab xuất thân từ một gia đình danh giá có mối liên hệ với triều đại của đất nước mình. Các quan chức Jordan cho biết, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, người dự kiến sẽ đến, đã không tham dự. Nhưng có những các bàn tiệc có đầy đủ các hoàng gia châu Âu và châu Á, cũng như các nhân vật cấp cao của Hoa Kỳ, bao gồm đại nhất phu nhân Hoa Kỳ là Jill Biden và hoàng tử cũng như công nương của xứ Wales của nước Anh, William và Kate. Đám cưới cũng là một cột mốc quan trọng trong con đường tiến tới chế độ quân chủ của Hussein. Kính thưa quý vị, công chúa Nhật Bản đã diện váy lấp lánh trong đám cưới hoàng gia ở Jordan. Công chúa Nhật Bản là Tsukuko và công chúa Takamado đã chào đón quốc vương Jordan Abdullah II và hoàng hậu Jordan Rania khi họ đến dự lễ cưới hoàng gia của thái tử Jordan Hussein và kiến trúc sư của người Ả Rập Xê Út là Jawar Al-Sheikh. Người thừa kế ngai vàng của Jordan đã kết hôn vào thứ Năm giữa nhiều sự phô trương trong một buổi lễ long lanh mà các nhà lãnh đạo của đất nước từ lâu được phương Tây ủng hộ như một ảnh hưởng ổn định trong một khu vực đầy biến động, hy vọng sẽ củng cố các liên minh địa phương và toàn cầu. Hoàng tử Hussein, 28 tuổi, được cha mình là vua Abdullah chỉ định làm người thừa kế vào năm 2009, đã kết hôn với Rawa Al-Sheikh, 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình danh giá có liên hệ với triều đại cầm quyền của đất nước cô. Hoàng tử Anh William và công nương Catherine tới dự đám cưới của Thái tử Jordan. Được biết, hoàng tử Anh William và công nương Kate đã đến dự lễ cưới của hoàng gia Thái tử Jordan Hussein ở Amman vào hôm thứ Năm. Con trai của cả quốc vương Jordan Abdulaziz sẽ kết hôn với Rawa Al-Zahab, là con gái út của doanh nhân Ả Rập Saudi Khaled Al-Saif, tại cung điện Zaharan, một buổi hôn lễ Hồi giáo. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 140 khách mời, bao gồm các thành viên của gia đình hoàng gia Hashemite, các thành viên hoàng gia được mời và các nguyên thủ quốc gia. Sinh viên thiết kế Brazil đã tái chế đồng phục công ty đường sắt, nhà ga xe lửa trung tâm của Rio de Janeiro đã biến thành sàn catwalk vào thứ Hai ngày 5 tháng 6 trưng bày các thiết kế quần áo khác nhau được làm từ đồng phục cũ của nhân viên công ty xe lửa đi lại. Các người mẫu sải bước trong sảnh của nhà ga Central de Brasil trong trang phục đặc trưng được làm từ quần jean đã qua sử dụng và trang phục còn sót lại của đồng phục thuộc Supervia, công ty xe lửa đi lại của Brazil. Các bộ trang phục được thiết kế bởi các học sinh từ trường may Escola de Devise, hợp tác với tổ chức Rio Sam LGBTIphobia để nâng cao nhận thức về môi trường và tính bền vững vào Ngày Môi trường Thế giới. Buổi trình diễn thời trang có sự góp mặt của 40 người mẫu, bao gồm cả phụ nữ da đen và chuyển giới, đeo túi sách, đầm, váy và áo cánh làm từ quần áo tái chế để củng cố khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn và bền vững.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức tổng hợp cùng với đài truyền hình IBC, Trang Lương và Thảo Ly đã tường thuật đến quý vị vừa qua. Sau đây xin quý vị sẽ là BNT Insurance. Vâng, xin cảm ơn nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang rất nhiều. Quý vị hãy coi lại những bảo hiểm của mình hoặc hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và vâng, bên cạnh BNT Insurance chúng ta còn có một thông báo cộng đồng thưa quý vị. Dạ, một thông báo cộng đồng là ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 6, từ lúc 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, địa chỉ tại 9862 Chapman Avenue, Garden Grove, thành phố Garden Grove, California 92841, sẽ có một chương trình hội chợ y tế hoàn toàn miễn phí, gồm có những thuyết trình về các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tư vấn cách thức mua nhà lần đầu, thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove, thông tin hỗ trợ cộng đồng từ Southland, trình diễn nhảy Zumba và truy tầm miễn phí đo lượng đường, đo độ rỗng xương cho nha khoa tổng quát hoàn toàn miễn phí và có tặng xổ số và quà tặng có thức ăn nhẹ. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc số phone là 714-417-6020, 714-417-6020. Một lần nữa, hội chợ y tế hoàn toàn miễn phí thứ Bảy ngày 17 tháng 6 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, địa chỉ 9862 Chapman Avenue, Garden Grove, California 92841. Cảm ơn Trang với phần thông báo cộng đồng vừa qua. Và cũng xin cảm ơn quý vị một lần nữa vẫn luôn theo dõi đài truyền hình IBC. Kính chúc quý vị có được một ngày cuối tuần thật thân tâm an lạc và những ngày thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi trân trọng kính chào.